thưa quý vị, mới đây, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh nhận được thông tin xuất hiện đối tượng lừa đảo gọi điện cho người nộp thuế, yêu cầu nhận mã xác nhận để hoàn thuế năm 2023. Cụ thể, các đối tượng sử dụng hai số điện thoại 082 927 8098 và 056 821 6818 Mạo danh chi cục thuế khu vực Hòa Thành, Dương Minh Châu gọi điện cho doanh nghiệp đề nghị lấy mã xác nhận phục vụ việc hoàn thuế năm 2023. Trước đó, tại buổi đối thoại diễn ra vào sáng ngày 21 tháng 3, cán bộ Cục Thuế tỉnh Tây Ninh cũng đã khuyến nghị đến doanh nghiệp người nộp thuế cần cảnh giác trước các thủ đoạn mới của các đối tượng hiện nay. Mọi thắc mắc người nộp thuế có thể liên hệ trực tiếp phòng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế tỉnh Tây Ninh theo đường dây nóng 0276 381 8155 hoặc 0276 382 3022 để được hỗ trợ kịp thời.